Ở cái môn này với em thì cái phần quy hoạch tuyến tính là chúng ta chỉ có nghiên cứu trong 2 buổi thôi, cho nên là cái phương pháp đơn hình để mà giải bài toán quy hoạch tuyến tính đó, thì từng rồi thầy có trình bày cho em một cái ví dụ rồi đó. Không? Thì chúng ta có thể nghiên cứu thêm các cái ví dụ trong sách. Thì buổi học hôm nay thì thầy sẽ cố gắng phân tích cho em thêm một hai ví dụ nữa, rồi chúng ta sẽ đi vào cái bài toán vận tải. Thì chúng ta có thể xem cái ví dụ ở trong tài liệu lại nha. Trước thì thầy đã phân tích cái ví dụ 3.1 này. Thì lập cái bảng đơn hình bằng cái phần mềm Excel á. Thì hôm nay thì mình sẽ nghiên cứu tiếp cái ví dụ số 2 nè, ví dụ số 2 nè. 3.2 nha. Em có thấy cái màn hình trình chiếu của thầy chưa? Chưa thấy thầy ơi, Chưa thấy gì ạ? Thì cái tài liệu này thì hôm trước là thầy trò mình đã nghiên cứu cái ví dụ 5.1.2.3.1 ha, thầy gọi tắt là ví dụ 3.1 đi. Thì ví dụ này hôm trước là thầy trò mình đã nghiên cứu rồi nè. Thì hôm nay thì mình nghiên cứu tiếp ví dụ 3.2 nè. Tức là mình cho một cái bài toán quy hoạch như sau. Thì cái hàm mục tiêu của nó là nó sẽ có dạng như thế này. Hàm mục tiêu nó là 2x1 trừ 5x2 cộng 4x3 trừ x4 thì 6x5. Bài toán này là bài toán quy hoạch tuyến tính dạng cực đại ha. Thì cái hệ ràng buộc chính của nó là hệ này. Còn cái hệ ràng buộc về dấu nó là hệ này. Cái này nó có 5 cái 6 cái ẩn. Thì từ cái hệ ràng buộc chính này đó chúng ta xem cái yêu cầu của đề bài trước nè. Thì yêu cầu A nó là giải bài toán quy hoạch tuyến tính chưa? Tức là tìm một cái phương án tối ưu cho bài toán, không? Tìm phương án để mà để cho cái hàm F này nó đạt giá trị lớn nhất. Rồi nó hỏi là cái phương án tối ưu có duy nhất không? Có duy nhất không? Và tìm phương án tối ưu khác nếu có. Và câu C là tìm phương án tối ưu của bài toán có thành phần x3 bằng 15. Thì với cái cách hỏi như thế này thì mình biết là rõ ràng là nó phương án tối ưu này không duy nhất rồi. Thì em đặt lại cái phương pháp giải bài toán này. Thì đối với bài toán cực đại đó thì em thấy là nếu như mà các cái hệ số ước lượng delta j mà nó lớn bằng không hết á, thì coi như cái phương án mình đã chọn đó là phương án tối ưu. Còn nếu mà tồn tại một cái delta k nào đó nó nhỏ hơn không, mà các cái hệ số aik của nó đều nhỏ hơn bằng không hết, thì khi đó cái phương án đó thì cái bài toán nó không có phương án tối ưu. Còn cái trường hợp mà nó có một cái delta k nhỏ nhất, nhỏ hơn không mà nhỏ nhất nữa, thì ứng với cái cột k đó thì cái mình sẽ có cái ẩn xk, đó là cái ẩn đưa vào, và mình tìm cái ẩn đưa ra để trong cái ẩn cơ bản mình tìm ẩn đưa ra, thấy không? Và mình sẽ thực hiện cái bảng đơn hình tiếp theo. Đó, đại khái là như thế. Còn có trường hợp nữa là có trường hợp là tất cả các cái delta k đều lớn bằng không, mà tại cái vị trí mà cái ẩn không cơ bản á, mà nó có delta bằng không nữa, thì mình sẽ nói nó là cái phương án tối ưu không duy nhất. Tức là em sẽ xem cái ví dụ này. Thì đầu tiên là mình sẽ lập cái bảng đơn hình của bài này. Thì em
Có thể thấy rõ ràng đây là bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn. Dạng chuẩn có nghĩa là sao? Là đây là bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn, có nghĩa là cái ma trận hệ số của nó, ma trận hệ số ràng buộc á. Em có thể lấy cái hệ số nó ra này, một nè của cái phương trình thứ nhất này ha, một x một nè, sáu x hai, sáu nè trừ hai không, chứ hệ số trước x ba là không, còn hệ số trước x bốn là trừ hai, hệ số trước x năm là trừ chín, hệ số trước x sáu là không. Rồi cái phương trình thứ hai là cái hệ số trước x một là không, à, trước x hai là hai, trước x ba là một, và trước x bốn là một, trước x năm là ba, à, trước x sáu là không. Rồi cái phương trình thứ ba là chỗ này là không, chỗ này là ba, rồi không, hệ số trước x bốn bằng không, hệ số trước x năm bằng một, hệ số trước bốn bằng không, hệ số trước x năm bằng một không, và hệ số trước x sáu bằng bằng một luôn. Vậy thì em thấy là nó có ba, à, ba cái cột này là ba cái cột của cái vector đơn vị này. Vậy thì ba cái ẩn là x một, rồi x ba, rồi x sáu này đó là các cái ẩn cơ bản, đúng chưa? Thì bài toán trên là bài toán chính tắc, nhưng mà nó có cái ma trận hệ số, nó có đủ ba vector, đủ ba cái vector cột đơn vị, cho nên nó cũng là bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn. À, đấy, thì ở đây là nó có cái ma trận ràng buộc nè, à, em chọn ràng buộc mình ghi lại dưới này, ma trận hệ số ràng buộc, cho nên là đây là bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn luôn. Tức là cái ma trận A này nó chứa đủ ba cột vector đơn vị, còn ba cột vector đơn vị là cột E1, cột E2, xin lỗi, E2 là cột 3, cột 3 là ứng với ẩn x3 và cái cột 6, E3 là cột 6 này. Cho nên là ba cái cột mà ba cái ẩn đó, ẩn x1, ẩn cơ bản thứ nhất là ẩn x1, ẩn cơ bản thứ hai là ẩn x3, và ẩn cơ bản thứ ba là ẩn x6, không? Và do đó mình sẽ lập cái bảng đơn hình đầu tiên. Bảng đơn hình đầu tiên đó thì nhắc lại cái bảng đơn hình, thì đầu tiên là em để cột đầu tiên là cái hệ số cơ bản nè, cột thứ hai là ẩn cơ bản, cột thứ ba là phương án, còn cột thứ tư là để sắp xếp sao cho nó đủ các cái ẩn này vô đây, các cái ẩn, không? Rồi ở trên là xếp các ẩn, còn ở dưới là mình xếp các cái hệ số của cái hàm mục tiêu. Hệ số của hàm mục tiêu ở đây nè các em, đây là 2 rồi trừ 5 rồi 4 rồi trừ 1 rồi trừ 6, không? Thì không có x6 trên hàm mục tiêu này, nó không có x6, cho nên mình mặc định mà mình coi nó là không nhân x6 đấy. Rồi sau đó là mình sẽ sắp xếp ở trong cái cột thứ tư này các em, là mình sẽ sắp xếp cái gì đây? Mình sắp xếp cái hệ số ràng buộc vào, à, hệ số ràng buộc tương ứng nè của cột thứ nhất là gì? 100, không? Rồi 623, rồi 010. Đấy, bây giờ các em quan sát nè, cái cột thứ nhất nè, thì cái cột thứ nhất là 100 nè, cột thứ hai là 623 nè, à, cột thứ ba là 010, cột thứ tư là trừ 210, cột thứ năm là trừ trừ 931. Thì bây giờ mình đã xác định được các cái ẩn cơ bản là ẩn x1 rồi, đúng không? X1, x3, x6. Vậy thì cái cột ẩn cơ bản này nè, em sẽ viết vô là x1, x3, x6.
mẫu x36. Dạ. Thì sau khi mà mình viết cái ảnh cơ bản này vô rồi, mình sẽ viết cái hệ số cơ bản của x1 vô. Hệ số cơ bản của x1 là 2 đúng không? Hệ số cơ bản của x3 là 4 phải không? Hệ số cơ bản của x6 là 0 phải không? Đấy, thì hệ số cơ bản là em sẽ coi nè, 2 4 0 này. 2 nè, 4 nè, 0. Rồi cái phương án của nó là mình sẽ lấy cái hệ số ràng buộc, cái hệ số tự do trong cái hệ ràng buộc là 32 30 36 không? 32 30 36. Và mình sẽ tính cái giá trị của hàm mục tiêu. Thì giá trị hàm mục tiêu thì ở đây đó là do mình lấy cái phương án cơ bản, là cứ nghĩa là x1 nó nhận giá trị 32 luôn. Thấy không? X1 nhận giá trị 32 và x3 nó nhận giá trị 30 và x6 nhận giá trị 36. Như vậy thì có nghĩa là gì? Các cái ẩn còn lại đó gọi là cái ẩn tự do đó. Cái ẩn này gọi là ẩn cơ bản. Ẩn tự do là ẩn không cơ bản không? Thì nó đều bằng không hết. Vậy thì cái giá trị hàm mục tiêu mình tính thì sao? Giá trị hàm mục tiêu nè. Cái này cái giá trị hàm mục tiêu ở đây nó bằng 184 nè. Thì tính thì sao? Thì chỉ là này, bây giờ em lấy cái số 2 này. Đó là cái hệ số của ẩn cơ bản, em nhân cho giá trị của cái ẩn cơ bản, tức là nhân cho 32 đúng không, rồi cộng cho 4 mà nhân cho gì 30, rồi đáng lẽ là cộng 0 nhân cho 36 nữa, mà 0 nhân 36 bằng 0 rồi ha, cho nên nó ra 184. Như vậy thì cái chỗ này đó là cái phương án này thì cái giá trị hàm mục tiêu nó là 184. Đấy. Thì sau khi mình đã tính được cái giá trị của hàm mục tiêu tại cái phương án này rồi, bây giờ mình đi kiểm tra xem cái phương án này nó có tối ưu hay không, bằng cách là mình sẽ tính ra các cái hệ số delta delta g, hệ số delta g này, thì hệ số delta g này thì tính như thế nào, thì chỗ những cái ẩn cơ bản đó thì cái hệ số delta g của nó bằng không, nó bằng không. Đó, còn những cái ẩn không cơ bản, chỗ ẩn không cơ bản là ẩn tự do đó, ví dụ như ẩn x2 này nè, mình muốn tính cái delta g này mình tính sao, ví dụ như tại sao tính được cái số này bằng 25, thấy không, thì tính lại cho các em xem nè. Đó, mình sẽ lấy cái số 2, đây là 2 nè, hệ số cơ bản nè, hệ số ẩn cơ bản nè, mình nhân cho số 6 này, như 6 này tức là 2 nhân 6, rồi cộng cho 4, cộng cho 4 hệ số này, 4 4 nhân cho mấy, 4 nhân cho 2, rồi đáng lẽ là cộng 0 nhân 3 nữa, nhưng mà 0 nhân 3 bằng 0 rồi, cho nên mình khỏi khỏi cần cộng không? Bây giờ sau đó là mình sẽ trừ đi cho cái hệ số của cái ẩn x2, nhưng mà hệ số của ẩn x2 lúc này đang là âm 5, bây giờ đem trừ cho nó nữa thì cộng 5 đúng không, thì nó ra được 25. Thì tương tự như vậy thì chỗ cái ẩn x3 này thì cái delta nó bằng không đúng không, còn mình tính là ẩn x4, mình tính cái delta bốn bằng cách là gì, lấy 2 nhân cho trừ 2 này, 2 này nhân cho trừ 2 bên đây, rồi 4 nhân cho 1 cộng cho 4 nhân 1, 4 nhân 1 là 4, mình khỏi nhân được không, rồi 0 nhân 0 là 0 phải không, 0 nhân 0 là 0, rồi sau đó mình trừ cho cái hệ số như đây, trừ cho trừ 1 tức là cộng 1 thì nó ra bằng 1. Đúng chưa? Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ tính cái delta 5. Delta 5 tức là gì? Delta 5 tức là mình lấy 2 trừ cho 19. Mình xin lỗi, 2 nhân cho 10 trừ 9. 2 nhân cho trừ 9. Rồi cộng cho 4. 4 nhân cho gì? Nhân cho 3, 4 nhân cho 3. Cái này là 0 nhân 1 mà 0 phải không? Rồi trừ cho 6, trừ cho trừ trừ 6 tức là cộng 6. Thì nó ra bằng 0. Đấy. À, mặc dù cái chỗ cái cột x5 này nó là ẩn tự do, tức là ẩn không cơ bản. Nhưng mà cái delta 5 nó vẫn bằng 0. Đấy. Thì bây giờ mình nhìn lên cái bảng đơn hình thứ nhất này, thì mình thấy là tất cả các cái delta g nó đều lớn hơn bằng không.
Thì em thấy cái chỗ này tất cả cái delta G đều lớn bằng không. Delta G đều lớn bằng không. Không. Thì nếu như delta G mà đều lớn bằng không thì mình sẽ kết luận điều gì? Thì chỗ em coi là cái chỗ phương pháp nè. Dấu hiệu tối ưu. Nếu hệ số ước lượng của các ẵm cơ bản của các ẵm đều không âm, nghĩa là cái delta G đều lớn bằng không với mọi G đó, thì phương án xuất phát là phương án tối ưu của bài toán. À, và thuật toán kết thúc và mình kết luận phương án tối ưu là phương án x0. À, và mình chính tính giá trị của hàm mục tiêu tại điểm x0. À, còn trong trường hợp mà nó tồn tại các cái delta k mà là âm đó, mà nếu như mà delta nó âm, có tồn tại delta âm, delta k âm mà cái hệ số của cái cột đó nó đều bé bằng không hết, thì cái bài toán không có phương án tối ưu, đúng không? Còn nếu mà không có hai trường hợp trên, tức là nó có cái delta k nó âm nhưng mà cái aik nó là dương, thì mình sẽ bước xem bước tiếp theo. Đấy, thì bây giờ em đảo lại cái bài toán này. Đó là bài toán này thì em thấy là các tất cả cái delta G nó đều lớn bằng không, thì đây là một cái phương án tối ưu, không? Và giá trị hàm mục tiêu là 184. Nhưng mà ở đây câu B nó yêu cầu là nó hỏi là cái phương án tối ưu của bài toán trên có duy nhất hay không, và tìm một cái phương án tối ưu khác nếu có. Thì bây giờ đó là cái dấu hiệu để nhận biết là cái phương án tối ưu không duy nhất, mặc dù cái chỗ này là delta G này nó lớn bằng không rồi. Cho nên là, nhưng mà em thấy nhìn cái chỗ cái ẩn mà không cơ bản, cái chỗ này chỗ ẩn ít ít năm ẩn ít năm là nó không cơ bản, nhưng mà cái delta G nó lại bằng không. Delta G nó bằng không, cho nên mình có thể thấy, mình có thể nói là cái phương án này nó cho là phương án tối ưu nhưng mà nó không duy nhất, có thể là tìm phương án tối ưu khác. Và cách tìm mình tìm giống như cái trường hợp mà nó sử dụng cái quy tắc ẩn đưa ảo vào ẩn đưa ra đó, thì ở đây là do cái chỗ x5 này đó, thì giữa mình so sánh giữa x5 mà x4 với là x2 là cái ẩn cần đưa vào, không thì chỗ này chỉ có cái delta G nó nhỏ nhất thôi, cho nên mình lấy cái x5 là ẩn đưa vào đó, lấy x5 làm ẩn đưa vào, và cái ẩn đưa ra là mình biết làm sao đây. Mình sẽ lấy tất cả các cái phương án này nè. Đó, mình sẽ chia cho em sẽ chia cho những cái, thì em thấy cái chỗ ẩn x5 này cái delta delta 5 của nó bằng không, đúng không? Nhưng mà đồng thời cái hệ số nó có hai cái hệ số dương. Đó là hệ số nào? 1 với 3. 1 với 3, còn hệ số này âm là không tính. Đó. Hệ số này dương nè, dương thì mình sẽ tiếp tục mình lấy cái phương án nè. Phương án tại cái điểm x3 đó mình chia vô 3 thì nó ra số 10, cái này gọi là lambda y. Thì đối với cái số âm thì mình không có tính là lambda y, và bằng không không tính. Đó thì chỗ này em lấy 30 chia 3 là 10, còn 36 chia 1 thì bằng 36, thì trong hai cái này thì mình chỉ thấy cái số 10 nó nhỏ nhất. 10 với 36 thì số 10 nhỏ nhất. Mà số 10 nó nằm ngay cái ẵm cơ bản x3, cho nên x3 là cái ẩn đưa ra, thấy không? X5 là ẩn đưa vào thì hôm trước thì cái dòng này mình gọi là dòng gì? Cái dòng này nó gọi là dòng gì? Dòng dòng chuẩn, đúng không? Dòng chủ yếu. Thì nhắc lại nè. Trong tất cả các delta G nhỏ hơn không thì mình tìm delta nu mà nó nhỏ nhất đó, thì mình đánh dấu sao cho chỗ đó. Đó thì khi đó cái ẩn x nu này nó sẽ là ẩn đưa đưa vào hệ hệ ẩn cơ bản và được gọi là ẩn đưa vào, và cái cột mà nó chứa các cái hệ số của cái ẩn x nu này đó là nó gọi là cột chủ yếu, thấy không? Rồi muốn tìm ẩn đưa ra đó thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ tìm cái lambda R, nó là min của các cái lambda y. Mà cái lambda y thì tính sao? Lambda y là mình sẽ lấy các cái
lấy cái cột phương án, lấy cái cột phương án nè, cái số của cột phương án chia cho số dương của cột chủ yếu. Cột chủ yếu là cái cột A ANI nè, thì mình sẽ tìm coi cái chỗ nào mà nó cái delta R, tức là nó là min của các cái delta delta Y này đó, thì mình đưa làm cột đưa vào. Thì cái cột đưa vào đó thì cái dòng đưa cái vòng cái dòng mà nó có cái ẩn mà đưa đưa ra đó thì mình gọi là cái dòng chủ yếu, không dòng chủ yếu. Rồi sau đó mình tính cái dòng chuẩn bằng dòng chủ yếu chia cho hệ số chủ yếu. Thì hệ số chủ yếu đó là cái gì? Thì trong cái bài này á, trong trong cái ví dụ này thì cái hệ số chủ yếu của mình ở đây là cái hệ số số 3 này, bằng 3. Đó, bằng 3. Vậy thì mình muốn tính đó, cái dòng chuẩn đó, của cái bảng đơn hình tiếp theo đó là mình sẽ lấy nguyên cái dòng này nè, cái dòng chủ yếu này nè, mình chia cho cái hệ số chủ yếu. Chia cho hệ số chủ yếu. Như vậy thì chỗ này nó đang là không thì chia 3 nó không, 3 chia 2, 2 chia 3 là 2 phần 3, 1 chia 3 là 1 phần 3. Thì ở đây cái ẩn x3 mình đưa ra rồi, còn cái ẩn x5 x6 nó giữ nguyên, cho nên là mình vẫn giữ cái hệ số như thế này. Đó, thì bây giờ đó là mình khi mà em chia cái dòng số 2 của cái bảng đường hình thứ nhất này em chia cho 3 thì em sẽ được cái dòng này. Dòng này đúng không? À, cái phương án tối ưu thì mình sẽ làm sao? À, xin lỗi, cái phương án thì mình cái phương án thì mình sẽ điền cái gì vô? Đây. Đây, phương án. Thì bây giờ phương án thì đầu tiên á là ngay chỗ cái dòng chuẩn á, chỗ số số 30 này nè. Số 30 này nè, đúng không? Số 30 này chúng ta chia cho 3. Chỗ này là nguyên cái dòng này mình chia cho 3 nè, tại vì cái hệ số chủ yếu này là bằng 3. Nguyên cái dòng này mình chia làm 3 hết. Chia làm 3 hết thì nó sẽ được chỗ này là 0, chỗ này là 2/3, chỗ này là 1/3, chỗ này là 1/3, chỗ này là 1, chỗ này là 0. Còn 30 mà chia cho 3 thì nó bằng 10, đúng chưa? Đó. Còn bây giờ các cái hệ số của dòng khác thì mình tính bằng cách nào? À, ví dụ như là tới lúc này khoan, tới lúc này thì mình phải ghi cái ẩn cơ bản vô đây. Thì cái ẩn cơ bản của mình là cái gì? X1 giữ nguyên nè, X3 đưa ra nhưng mà mình đưa X5 vào. Đúng không? Thì cái chỗ X3 đó mình sẽ thay bằng X5. Thay bằng X5. Và cái hệ số tương ứng của nó là cái gì? Hệ số tương ứng của nó x1 là 2, x5 là trừ 6, x5 là trừ 6. Em coi cái đề lại nè, hệ số trước x5 là trừ 6 và hệ số trước x6 vẫn là 0. Như vậy thì mình muốn làm một cái bảng đơn hình tiếp theo thì bây giờ mình phải tính thêm mấy cái giá trị chỗ này. Chỗ này tại sao nó bằng 122 đây? Bây giờ thầy chỉ cho cái chỗ này là làm sao tính nè. Cái chỗ này nó chính là cái gì? Cái phần tử ở cái dòng thứ y này là dòng phương 1 phải không? Thì nó sẽ bằng phần tử tương ứng ở cái bảng cũ. Đúng chưa? Đó, trừ đi. Ví dụ như chỗ này 122 nè. Thì nó sẽ bằng nhiêu? Nó bằng là 32 rồi trừ đi cho cái gì, trừ đi cho cái hệ số chủ yếu này nè, cái hệ số này nó gọi là hệ số gì, trong cái tài liệu mình nó gọi là gì này, mình coi chỗ này lại, tức là cái dòng y mới bằng dòng thứ y cũ trừ AIV nhân dòng chuẩn. AIV tức là giao của, nó nằm ở trên giao của cái dòng y cũ và cái cột chủ yếu. Thấy không? Dòng y cũ và cái cột chủ yếu. Thì cái chỗ này cái dòng y cũ của mình là chỗ nào? Dòng y cũ. Bây giờ mình đang tính cái số này ở dòng y mới đúng không? Nhưng mà cái dòng y cũ nó là cái dòng số 1 nè, của cái bảng cũ nè.
thì giao của cái dòng này với cái cột chủ yếu là cái cột này thì nó ra là cái số 9. Vậy thì cái AIV của mình đây là âm 9, thấy không? Vậy thì nó sẽ trừ cho gì đây? Âm 9 nè. Âm 9. Và nhân cho cái gì? Đó. Thì em coi lý thuyết trên đây lại, em coi lý thuyết trên đây lại. Thì nhân cho cái dòng chuẩn. Dòng chuẩn có nghĩa là nhân cho cái phần tử tương ứng ở dòng chuẩn, thấy không? Vậy thì cái chỗ này là 122 này nó sẽ bằng cái gì? À, nó sẽ bằng là cái số ở tương ứng ở cái dòng dòng cũ nè, trừ đi cho AIV đây là âm 9 và nhân cho cái dòng chuẩn, cái phần tử tương ứng ở dòng chuẩn, và nhân cho số 10, đúng không? Đấy thì mình lấy máy tính mình bấm thử nè, thì 32 cộng cho 90, tại vì cái này là 9 nhân 10 là 90, trừ trừ cộng đúng không, thì nó ra 122 chỗ này. Và tương ứng như vậy thì mình sẽ, thì các em lưu ý là đối với chỗ nào mà nó vẫn còn là ẩn cơ bản thì mình vẫn ghi là tương ứng. Ví dụ như chỗ này x1 nó vẫn còn ẩn cơ bản thì cái hệ số tương ứng của nó là 100, x6 vẫn còn là ẩn cơ bản nên là 001. Và lúc này đối với cái bảng mới thì cái x5 nó là ẩn cơ bản cho nên nó là 010. Còn những cái ẩn không cơ bản thì mình phải tính thôi. Ví dụ như mình muốn tính cái số này. Tính cái số này. Cái dòng này mình tính rồi nè. Dòng này là dòng dòng dòng, dòng chuẩn nè. Dòng chuẩn nè. Còn giờ giờ mình muốn tính cái số này, số này là số 12 này. Tại sao mình tính được 12? Là lý do là mình lấy cái phần tử tương ứng ở cái dòng cũ. Thấy không? Mình đi trừ cho cái gì đây? Cái hệ số AIV đây, AIV tức là giao giữa cái dòng cũ và cái cột chủ yếu là trừ 9. Không? Vậy thì mình sẽ có là trừ là 6. Cái chỗ này mình ghi trên đây đi, 6 nè, chỗ này là 6 đúng không? Trừ đi cho trừ 9. Trừ 9 này mình nhân cho cái phần tử tương ứng ở cái dòng cái dòng chuẩn, phần tử tương ứng dòng chuẩn là nhân cho gì đây? 2 phần 3, 2 phần 3 thì nó ra nhiêu? Đây là 9, 9 nhân chia 3 là 3, 3 2 6, 6 cộng 6 là 12, cho nên là cái chỗ này mình tính được 12, đúng chưa? Và tương tự như những cái số này mình cũng tính tương tự như thế. À, những số này mình tính được vậy thì có 6 cái số này mình cần tính lại. Và khi mà mình tính lại thì rõ ràng là rồi sau đó mình cũng tính tiếp là cái tính tiếp cái delta delta g. Delta g thì mình lại thấy tiếp tục là tất cả các delta g dưới đây nó đều lớn bằng không hết. Cho nên ở đây là tiếp tục đây là vẫn là một cái phương án tối ưu. Phương án tối ưu, tức là phương án tối ưu. Trong trường hợp này đó, trong trường hợp này thì cái phương án tối ưu nó sẽ là gì? Là x1 nó bằng 122, rồi x2 nó bằng nhiêu? X2 bằng 10, rồi x3 nó bằng nhiêu? X3 bằng 26. Và mình tính giá trị hàm mục tiêu, tức là fx1, fx1 giá trị hàm mục tiêu của nó thì lấy cái thằng này nhân cho 122 rồi trừ cho 6 nhân cho 10, thì 6 nhân cho 10 và cộng 0 nhân 6. Đấy. Thì cái giá trị hàm mục tiêu nó là 2 nhân cho 122 phải không? Rồi 2 nhân cho 122 rồi trừ 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 cho 6. 6 nhân 10. Là dẫn ra 184. Vậy thì rõ ràng mình dùng cái phương pháp đơn hình mình biến đổi nhưng mà cái giá trị của hàm mục tiêu nó vẫn không đổi. Thì rõ ràng đây là cái bài toán này nó có phương án tối ưu là không duy nhất, không? Đấy, thì mình vừa làm xong câu C là phương án, nó hỏi là phương án tối ưu có duy nhất không, mình trả lời là không duy nhất, phương án tối ưu này không duy nhất.
Nó có một cái lý thuyết như thế này các em, nếu như mà mình có hai cái phương án x0 và x1 là hai cái phương án tối ưu. X0 ở đây nó ký hiệu là x sao và x sao lambda và x sao và thì một cái phương án tối ưu của mình ở đây mình ký hiệu là x sao 1 nè. X sao 1 là 22, 10, 26 ha. Thì đây là một cái phương án tối ưu, nhưng mà cái phương án tối ưu mà nó có chung đó thì nó sẽ có dạng như thế này. Nó lambda nhân cho x sao rồi cộng cho 1 trừ lambda nhân x sao. Đấy, thì em thấy là chỗ này nè. Nếu mà chỗ này mình nhân cho 122 thì 122 lambda. Đấy, cái chỗ này mình tiếp tục nhân vô cái thành phần thứ nhất thì nó sẽ được là sao nó ra mà x sao 1 x sao như thế này kìa. Thì cái phương án tối ưu ban đầu của mình đó là phương án này nè, là nó ký hiệu x sao nè. Phương án tối ưu ban đầu phương án này là x sao. Như vậy thì một cái phương án mà tối ưu tổng quát, một phương án tối ưu tổng quát nó sẽ bằng là lambda nhân cho phương án tối ưu ban đầu này và cộng cho 1 trừ lambda nhân cho cái phương án tối ưu phía sau này. Vậy thì mình sẽ được một cái phương án tối ưu tổng quát như thế này. Bất kể mình khi mà mình cho cái lambda bằng cái số nào đó vô thì cái này nó cũng trở thành một cái phương án của bài toán, phương án tối ưu của bài toán. Nhưng mà đề bài nó yêu cầu là mình sẽ tìm cái phương án tối ưu sao cho cái x3 này nó phải bằng 15 mới được. Vậy thì ở đây là chỗ x3 là chỗ cái vị trí này. Chỗ này là x1, này là x2. X2 là bằng 0, chỗ này là bằng 0. Còn x3 là 30 lambda. Chỗ này là x3 nó bằng 30 lambda. Mình tính ra như thế này, mình cộng lại thì x3 bằng 30 lambda. Mà 30 lambda là đề bài nó yêu cầu là phải cho bằng 15. Vậy thì khi đó mình thế vô thì mình sẽ được cái x3 nó cái lambda nó bằng 1 phần 2 đúng không? Lambda nó bằng 1 phần 2. Và có lambda bằng 1 phần 2 mình lại tiếp tục thế vô đây thì mình sẽ được một cái phương án tối ưu. Có điều kiện tức là cái thành phần x3 nó bằng 15. Đó, thì đây là một bài toán quy hoạch tuyến tính. Ví dụ một bài toán quy hoạch tuyến tính mà nó cái phương án tối ưu nó không duy nhất. Thấy không? Đấy, bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo là ví dụ này. Ở đây là một cái bài toán quy hoạch tuyến tính dạng cực cực đại và cái hệ ràng buộc của nó. Em xem cái hệ ràng buộc của nó coi nó có phương án có cái vector đơn vị không. Thì bây giờ mình từ đây mình sẽ lập cái ma trận ra, ma trận hệ số ra thì A nó bằng cái gì đây, ma trận hệ số của nó đây là 1, không có x2, cái dòng đầu không có x2 cho nên là 0 rồi trừ 1 rồi x4 không có thì mình ghi số 0 rồi x5 thì hệ số x5 đây là bằng 1, hệ số x5 bằng 1 và hệ số x6 bằng trừ 1. Đấy là cái ràng buộc, cái hệ ràng buộc, cái phương trình ràng buộc thứ nhất. Phương trình ràng buộc thứ hai là hệ số trước x1 là âm 2, x2, x3 không có cho nên chỗ này mình ghi số 0. Và tới x4 thì mình ghi số 1, x5 là 0, x6 là trừ 2. Và tiếp tục là mình sẽ lấy viết cái hệ số của cái phương trình ràng buộc thứ ba là trừ 3 nè, trừ 3 rồi x2 là 1, x3 là 2 và x4 mà hệ số trước x4 không có là mình ghi số 0.
hệ số trước x5 không có mình ghi số 0, và hệ số trước x6 là bằng 4. Thì em thấy cái ma chặn hệ số ràng buộc là nó có bao nhiêu cái ẩn cơ bản đi. Cái này là E3, này là E2, cái này là E1. Thì E3 này nó ứng với x2, E2 thì nó ứng với x4, và E1 thì nó ứng với x5. X5. Vậy thì mình lập cái bảng đơn hình thứ nhất như thế này kìa. Thì đây là cái bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn rồi. Đó, cho nên là mình sẽ lập cái bảng đơn hình. Bảng đơn hình. Đây là bảng đơn hình. Thì cái này nó chính là trong cái ô này nó chính là cái ma chặn hệ số, ma chặn hệ số ràng buộc. Không nằm chỗ này nè. Trừ 3 1 2 0 0 4 trừ 3 1 2 0 0 4 1 0 trừ 1 1 0 trừ 1 0 1 1 Theo kịp không các em? Theo kịp không? Cảm giác buồn ngủ gì không? Ta thì Bích Ngọc rồi. Dạ có em thì ơi. Theo kịp không? Dạ Có kịp. ngủ gục không á? Có ngủ gục Không thầy, mới ngủ trưa à, không ngủ gục. Đặng Thị Yến Nhi đâu? Dạ có em thầy. Theo kịp bài không em? Kịp Dạ không? Rồi thầy cảm ơn. Thì bây giờ mình nói tiếp ha. Bây giờ là mình sẽ khi mà mình lập cái bảng đơn hình thứ nhất á, thì em sẽ ghi cái cột đầu tiên là hệ số cơ bản, cái cột thứ hai là ẩn cơ bản, cột thứ ba là phương án, không? Còn cột thứ tư là mình sẽ ghi đầy đủ các cái ẩn lên ở dòng trên, đầy đủ các ẩn từ x1 đến x6 lên dòng trên, và cái dòng dưới thì mình sẽ ghi các cái hệ số của các cái ẩn ở trên cái hàm mục tiêu, hàm Fx thì mình gọi là hàm mục tiêu các em. Hàm mục tiêu mình muốn cho nó mắc min gì đó, không? Thì ở đây em thấy là 7 nè, đúng không? Số 7 nè, số trừ trừ 1 nè, rồi số trừ 3 nè, rồi số trừ 1 nè. Rồi trước x5 là trừ 1, phải không? Trước x6 là trừ 6. Ở đây nó cộng thêm 30 nữa. Nhưng mà cái 30 đó là hệ số tự do. Đó. Vậy thì mình sẽ quan sát nè. Em thấy là cái cột E1 là cái cột ngay cái x5 đúng không? Cột E1 ngay x5, cho nên cái ẩn cơ bản của mình đầu tiên là em sẽ ghi x5. Và cái cột E2 là nó ngay x4. Ngay x4, cho nên ẩn cơ bản là x5, x4 và x2. X5, x4, x2. Thấy chưa? Đó. Rồi sau đó là mình sẽ ghi các cái hệ số cơ bản, ghi cái hệ số cơ bản vô. Hệ số cơ bản. Thì hệ số cơ bản trước x5 là âm 1 nè. Trước x4 cũng là âm 1 nè. Và trước x2 cũng là âm 1. Đây là hệ số cơ bản. Còn cái phương án đó là em lấy cái hệ số tự do của cái hệ ràng buộc chính này, em ghi vô đây. Thì 15 9 2 đúng không? Và bây giờ mình sẽ tính cái giá trị hàm mục tiêu, tính giá trị hàm mục tiêu. Tính giá trị hàm mục tiêu thì mình sẽ lấy cái hệ số cơ bản mình nhân cho cái phương án và mình cộng lại. Thấy không? Giá trị hàm cơ bản nè. Trừ 15. Rồi đó là trừ 9. Rồi đó là trừ 2. Như vậy thì nó là ra mục tiêu nó ra là 26 rồi. Trừ 26, trừ 26 nhưng mà ở đây nó còn có cộng 30 nữa. Thấy không? Vậy thì hàm mục tiêu của mình đó là về mình trừ 26 mà cộng thêm cái số 30 này nữa đó. Bây giờ mình muốn đánh giá xem. Bây giờ mình muốn đánh giá xem là cái phương án này nó tối ưu chưa. Đó thì mình sẽ tính các cái delta delta G, thì chỗ nào cái ẩn cơ bản đó thì mình sẽ cho bằng số 0 hết. Ẩn cơ bản nó bằng số 0 hết. Còn chỗ ẩn không cơ bản thì mình sẽ tính bằng cách này. Lấy hệ số cơ bản nhân cho cái hệ số của cái ẩn x1, thấy không? Tính này. Là trừ 1 mà trừ 1 nhân 1 là trừ 1, phải không? Rồi trừ 1 nhân cho trừ 2 là cộng 2.
rồi trừ 1 nhân trừ 3 là cộng 3, rồi sau đó là trừ cho hệ số x1 tức là trừ cho 7 thì nó ra âm 3. Đấy. Thì bây giờ mình có mấy cái ẩn, tổng cộng đây có 6 ẩn mà giờ 3 ẩn cơ bản này thì còn lại 3 ẩn không không cơ bản. Thì x3 cũng là ẩn không cơ bản là mình sẽ tính cái delta 3 này, delta 3 này. Delta 3 này mình tính là cái trừ 1 nè. Nhân trừ 1 là được 1. Gọi là trừ 1 này nhân cho 0 là bằng 0 đúng không? Khỏi tính. Rồi trừ 1 nhân cho 2 là trừ 2. Trừ 2. Rồi sau đó là mình sẽ trừ đi cho cái hệ số của cái ẩn x3 đây. Hệ số của ẩn x3 là trừ 3. Vậy là trừ đi tức là trừ cho trừ 3 tức là cộng 3 rồi đúng không? Đấy, thì nó ra số 2 này. Và tương tự như vậy thì mình sẽ tính delta 6, delta 6. Delta 6 thì cái chỗ này em thấy là trừ 1 và nhân cho trừ 1 đây. Là nó bằng số 1 không? Số 1. Trừ 1 nè, nhân cho trừ 1 là 1. Rồi trừ 1 nhân cho trừ 2 là 2. Rồi trừ 1 nhân cho 4 là trừ 4. Trừ 4. Và sau đó mình sẽ trừ đi cho cái hệ số của x6 này trên hàm mục tiêu này. Trừ cho trừ 6 tức là cộng 6 rồi đúng không? Đấy, thì nó ra bằng 5. Vậy thì mình sẽ quan sát ở trong cái bảng này thì mình thấy là không phải tất cả các delta G này nó đều lớn bằng không. Chừng nào nó lớn hơn bằng không hết thì cái phương án mình mới chọn đây nó mới là phương án tối ưu. Thì thầy nói cái phương án mình đang chọn ở đây đó là cái phương án là x5 bằng 15 nè, x4 bằng 9, x2 bằng 2, còn tất cả các x khác đều bằng không hết nha. Đây là một phương án. Đó. Thì bây giờ tiếp tục là mình thấy là cái chỗ cái ẩn x1 cái delta 1 của nó âm. Mà delta 1 này nó âm đó. Trong khi đó là nó có một cái hệ số là cái này gọi là A11 này nó dương. Thấy không? Nếu mà A11 này nó âm luôn đó, thì coi như là cái bài toán không có phương án tối ưu rồi. Đó. Nhưng mà vô tình là cái chỗ này là nó dương này. Cho nên mình sẽ lấy cái chỗ này là cái số dương phải không? Dương. Rồi sau đó là mình sẽ lấy cái mình tính cái delta G. Thì chỉ có cái số này dương thôi, cho nên là cái chắc chắn là cái ẩn x5 là phải ẩn đưa ra rồi. Thấy không? Ẩn đưa ra rồi. Tại vì mình lấy cái phương án này nè, mình chia cho cái số dương này thì nó ra 15 và cái số duy nhất này thôi. Thấy không? Chỗ duy nhất là mình sẽ chọn cái ẩn x5 là cái ẩn đưa ra và cái ẩn x1 là ẩn đưa vào. Cho nên là ở chỗ cái bảng đơn hình thứ hai đó, bảng đơn hình thứ hai thì chỗ x5 này mình sẽ thay bằng cái gì? Bằng x1. Còn x4, x2 thì mình giữ nguyên. Thấy không? Thì cái chỗ x1 á thì cái hệ số tương ứng của nó sẽ là 100. Thấy không? Rồi x4 nó sẽ là 010 và x5 x x x2 của nó sẽ là 001. Đấy. Và cái dòng này được gọi là dòng, thì lúc nãy mình gọi cái dòng này là dòng gì? Dòng chủ yếu. Chỗ này mình gọi nó là cái này là cột chủ yếu nè. Cái này là cột chủ yếu ha. Cột chủ yếu. Còn cái dòng này gọi là dòng chủ yếu. Dòng chủ yếu. Còn cái số 1 này nó gọi là hệ hệ số chủ yếu không? Hệ số chủ yếu. Bây giờ mình muốn muốn xây dựng bảng đơn hình thứ hai thì cái lúc này cái dòng thứ thứ nhất thì mình sẽ sửa thành cái dòng chuẩn. Sửa thành dòng chuẩn. Dòng chuẩn là chỗ này. Dòng chuẩn. Vậy thì ở đây là do cái hệ số chủ yếu này nó bằng 1, cho nên nếu mà mình chia nguyên cái dòng số 1 ở trên cái bảng thứ nhất này cho cái hệ số chủ yếu này thì vẫn giữ nguyên số này. Thấy không? Đấy. Kể từ cái phương án trở phía sau luôn là mấy cái số này nó giữ nguyên hết. Rồi còn các số khác chẳng hạn như chỗ này là cái dòng cũ của nó là 3 số 9, bây giờ dòng mới đó là nhiêu? Cái dòng mới của nó thì mình sẽ lấy. Bây giờ thầy tính lại là số 39 này tính sao? Thì cái số 39 này nó sẽ bằng cái gì? Cái dòng cũ là số 9
trừ đi giao, trừ đi cái phần tử là AIV, AIV là giao của cái dòng dòng cũ, giao của dòng cũ, và cái cột chủ yếu phải không là âm 2, âm 2, và nhân cho cái gì? Nhân cho cái phần tử ở cái dòng 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 chuẩn, dòng chuẩn, nhân cho cái này như thế này, tức là nhân cho 15. Không, thì em thấy là trừ trừ của trừ 2 là cộng 2 đúng không? 2 nhân 5 là 2 nhân 15 là 30, 30 cộng 9 là bằng 39 đúng chưa? Tương tự như vậy thì tại sao tính được cái số 47 này? Số 47 này là mình sẽ lấy cái số 2, lấy số 2 em trừ đi cho cái phần tử cái số trừ 3 này rồi nhân cho 15. Thì 3 nhân 15 là 45, 45 cộng 2 là 47 đúng chưa? Và tương tự như vậy thì các cái phần tử khác mà mình cũng tính tương tự như thế. Đặc biệt là ở đây là cái x5 mình đưa ra mình tính lại nè. Cái hệ số của x5 mình tính lại. Và hệ số của cái x, x3 tính lại nè. Hệ số của x6 cũng tính lại nè. Tức là mình sẽ tính mấy cái phần tử này thôi. 6, 6 phần tử này. 6 cái này nè. Được chưa? Sau khi mình tính 6 cái này rồi mình tiếp tục là đó, thì coi như là mình được một cái hệ gần buộc mới rồi đó. Đó, bây giờ mình sẽ bổ sung ở đây là hệ số của ẩn cơ bản, thì lúc này cái ẩn cơ bản x1 cũng là bằng 7 hay gì, thì chỗ này là 7 nè, rồi hệ số trước x4 là vẫn giữ nguyên, rồi trước x2 vẫn giữ nguyên. Rồi tiếp tục từ cái bảng mới này đó là mình sẽ tính giá trị hàm mục tiêu. Ở đây mình sẽ tính giá trị hàm mục tiêu ha. Xóa hoài không được. À, mình sẽ tính cái delta G lại kìa. Tính delta G lại. Và tính giá trị hàm mục tiêu là ha, giá trị hàm mục tiêu thì đây là trừ 7 nè. À, đây là 7, 7, 7 mà nhân cho 15. Rồi trừ cho 1 nhân cho 39 rồi tiếp tục về trừ 1 nhân cho 47 rồi cộng cho 30. Ok, 7 nhân 15 rồi trừ 1 nhân 39 rồi trừ 1 nhân cho 47 rồi cộng cho 30. Nếu mà không cộng cho 30 thì nó ra 19 là 19 cộng 30 nữa. À, thì cái hàm mục tiêu của mình là bằng 19 cộng 30, tại vì trên hàm mục tiêu mình có số 30 đây. Thì bây giờ là mình tiếp tục tiếp tục mình tính các cái delta G đúng không? Tính delta G thì em thấy là delta G ở đây thì nó có cái số âm. Đấy, chẳng hạn như là ở đây chỗ này là delta 3 nó bằng âm 1 là âm. Nhưng mà các cái hệ số của cái cột delta 3 này đó là nó đều âm hết. Cho nên là kết luận là bài toán không có phương án tối ưu. Bài toán không có phương án tối Thì đó là cái phương pháp đơn hình là thầy đã phân tích cho các em hai cái ví dụ, còn các ví dụ còn lại là các em tự xem giùm thầy. Đó, bây giờ mình sẽ đi sang cái bài toán tiếp theo. Đó là bài toán vận tải. Thấy không? Thì
ở trong đây nó còn rất là nhiều ví dụ, các em tham khảo giùm thầy ha. Đấy là như mở rộng bài toán, phương pháp đơn hình mở rộng để giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc. Mở rộng tức là mình sẽ đưa cái ẩn ẩn giả vô, ha, ẩn giả vô. Thì cái này các em tham khảo thêm mình. Thì sau này mình sẽ học thêm cái môn cái phần này lại, chỗ học phần toán kinh tế hơn môn quy hoạch tuyến tính đó. Thì trước đây nó là quy hoạch tuyến tính. Thì cái phần quy hoạch tuyến tính này nó cũng có nhiều phần lắm. Chủ yếu nhưng mà nó cũng nghiên cứu trong 30 tiết, mà ở đây mình chỉ nghiên cứu có 2 buổi 60 tiết, cho nên là nó cũng chỉ coi giống như kiểu mình cưỡi ngựa xem hoa. Thì bây giờ mình sẽ sang cái bài toán tiếp theo, đó là cái bài toán vận tải. Nó cũng là một cái bài toán tối ưu, thấy không? Thì cái bài toán đặt ra như thế này: bây giờ một cái doanh nghiệp nó có nhiều cái kho chứa hàng và nhiều nơi tiêu thụ hàng hóa, thì cái chỗ cái kho chứa hàng á, thì mình gọi là cái trạm phát, thấy không? Trạm phát, trạm phát. Còn cái chỗ mà tiêu thụ đó là trạm thu, thấy không? Thì em lưu ý nó có hai cái thuật ngữ là trạm phát rồi cái trạm thu. Trạm phát và trạm thu, các em lưu ý không? Thì em sẽ nghiên cứu cái xong qua cái ví dụ như thế này. Một bạn đọc cho thầy cái ví dụ này. Thầy gọi đứa nào cẩm nang đọc cho thầy cái cẩm nang. Dạ có. Em đọc cho thầy ví dụ. Dạ ví dụ dẫn đến bài toán vận tải, ta cần vận chuyển vật liệu xây dựng từ hai kho K1 và K2 đến ba công trường xây dựng C1, C2, C3. Tổng số vật liệu có ở mỗi kho, tổng số vật liệu yêu cầu ở mỗi công trường cũng như khoảng cách từ mỗi kho đến công trường được cho trong bảng sau. Hãy lập kế hoạch vận chuyển sao cho các kho giải phóng hết hàng, các công trường nhận đủ vật liệu cần thiết, tổng số tấn nhân km phải thực hiện là nhỏ nhất và dài hết. Rồi, thầy cảm ơn. Thì ở đây là em thấy là cái kho K1 á là nó có chứa 20 tấn hàng. Cái kho K2 là nó chứa 40 tấn hàng. Thì gì thì tổng cộng là hai kho này đó là nó chứa 60 tấn hàng. Còn cái công trường xây dựng 1 á là C1 đó là nó cần 15 tấn. Công trường C2 nó cần 25 tấn và công trường C3 nó cần 20 tấn, thì tổng cộng là nó cũng là 60 tấn. Vậy thì ở đây em thấy là cái tổng cái số lượng cần thu đó là nó bằng tổng số lượng phát. Vậy thì nếu như các cái kho yêu cầu là các cái kho mà nó giải phóng hết hàng đó, thì các cái công trường nó cũng nhận vật liệu đủ cần thiết. Nhưng mà cái yêu cầu đặt ra đó là phải là cái chi phí vận chuyển nó thấp nhất, tức là cái tấn mà nhân cho km này nó phải nhỏ nhất, thấy không? Đấy, thì bây giờ đó là cái bài toán này nó sẽ dẫn đến bài toán vận tải, là mình sẽ lập cái mô hình toán học cho cái bài toán vận tải như thế này. Thì bây giờ mình sẽ gọi x easy là số tấn vật liệu sẽ chuyển từ kho KI đến công trường CZ. Không? Thì em thấy ở đây là cái Y nó chạy từ 1 đến 2. Còn Z là nó là bằng 1, 2, 3. Như vậy thì về nguyên tắc thì là từ cái kho K1 này mình sẽ chuyển X11 tấn hàng đến cái công trường C1. Rồi chuyển X12
Tấn Hàng đến công trường C2 và chuyển X13 đến công trường C3. Đấy. Thì tương tự như vậy thì cái X từ cái kho kho số 2 mình sẽ chuyển X21 Tấn Hàng đến kho đến đến công trường C1, và X22 Tấn Hàng đến công trường số 2, X23 đến công trường số 3. Và em phải lưu ý là các cái X1 1 này cộng X12 cộng X13, cái này nó phải bằng đủ 20, đúng không? Còn X21 rồi cộng X22 cộng X23 nó phải bằng đủ 40. Và đồng thời nếu mà mình cộng theo cột xuống á thì mình sẽ có X11 mà cộng cho X21 thì nó phải bằng 15. Rồi X12 cộng X22 thì nó phải bằng 25. Và X13 cộng X23 nó phải bằng 20. Đấy. Nó phải có cái hệ ràng buộc như thế này. Còn còn cái hàm mục tiêu của mình đó là X11 mà nhân cho 5, rồi X12 nhân cho 2, rồi X13 nhân cho 3, rồi X21 nhân cho 4, X22 nhân cho 3, rồi X23 nhân cho 1, là nó phải tiến tới cái min. Rồi cái bài này giống bài toán cực tiểu phải không? Mẹ giống bài toán quy hoạch tuyến tính nhà cực tiểu. Thì tổng số vật liệu chuyển cái này là nó phân tích thì giống như thầy trên đây đó, tổng số vật liệu mà chuyển từ kho K1 đến các công trường là tổng số này nó phải bằng 20. Rồi tổng cái số vật liệu chuyển từ kho K2 đến các công trường là số này 40. Thì mình sẽ được cái hệ ràng buộc như thế này. Vậy thì đây mình nói đây là một cái bài toán quy hoạch tuyến tính mà nó có 6 ẵm và tìm min của hàm mục tiêu 6 ẵm. Nhưng cái ẵm này mình sẽ không có ký hiệu là x1 với 6 mà mình sẽ ký hiệu theo cái trạm phát và trạm thu, đúng không? Đấy thì một cái ví dụ đơn giản để minh họa cho một cái bài toán vận tải. Cái bài toán này gọi là bài toán vận tải. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái bài toán vận tải tổng quát. Đi vào bài toán vận tải tổng quát. Bây giờ giả sử mình có M kho hàng gọi là trạm phát đó, với lượng hàng dự trữ tương ứng là A1, A2 đến AM. Và N nơi tiêu thụ. Nơi tiêu thụ thì mình gọi là trạm thu. Và yêu cầu tương ứng cái lượng hàng tương ứng là B1, B2 đến BN. À. Đấy, thì M trạm phát, N trạm thu. Và đơn giá hay là cước phí vận chuyển đó từ cái kho kho Y đến cái từ cái kho hàng mà đến nơi tiêu thụ thứ Z, không phải công trình không, mình gọi là đến kho tiêu thụ đó. Này, này. Đến trạm thu đó, đến trạm thu. Đến trạm thu thứ thứ Z là CIZ. Đấy, thì yêu cầu là lập kế hoạch vận chuyển sao cho tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất. Và các kho thì phát hết hàng và các nơi tiêu thụ thì là nhận đủ hàng. Trạm thu này cái nơi tiêu thụ không? Thì cái mô hình tổng quát của mình là như thế này. Mình sẽ gọi XYZ. Ở đây Y nó chạy từ 1 đến M, tức là nó chạy theo thì chỉ số của cái trạm trạm phát. Và Z thì nó chạy từ 1 đến N, tức là chạy theo chỉ số của cái trạm trạm thu. Là lượng hàng hóa cần vận chuyển từ kho Y đến trạm thu thứ Z. Ghi là trạm thu đi. Công trình thì nó ghi ở trên cái bài toán ở trên này, này là trạm thu. Cái gì? Thì cái điều kiện của mình là XYZ này nó lớn hơn bằng không. Và Y thì nó chạy từ 1 đến M và Z nó chạy từ 1 đến N. Như vậy thì cái chỗ này nó tổng cộng là nó có bao nhiêu biến?
này có bao nhiêu biến em? Có bao nhiêu biến? Tôi thầy hỏi một bạn à, Nguyễn Thị Yến Nhi nói cho thầy biết là chỗ này có bao nhiêu biến? Như thế này có bao nhiêu biến? Nguyễn Thị Yến Nhi đâu? Đặng Thị Yến Nhi nói cho thầy nghe đi. Dạ hay là có nhiều biến. Nhiều biến là bao nhiêu chứ? Ví dụ như m thì cho bằng 5, n là bằng 6, vậy là bao nhiêu biến? Là mùa một biến. 11 biến. Có ai có câu trả lời khác không? Thì em thấy trên đây bài toán của mình nè, m nó bằng 2, n nó bằng 3, vậy thì cái này có mấy mấy biến đó rồi. Biến em Bài toán ở trên 6 biến phải không ở đi 6 biến nè, điểm hàng ngang là nó 3 biến rồi, hàng mà có hai hàng gì 2 3 là 6, vậy thì bài toán tổng quát này bao nhiêu biến hả? là nhân với số hồi nãy thì cho hai. Ừ, tức là nó nếu mà m bằng 5, n bằng 6 thì nó sẽ có bao nhiêu biến? Dạ hay là 30 biến. Ừ, đúng rồi, tức là tổng cộng nó sẽ có là m nhân n biến đúng không? Đấy, tức là Dạ. m nhân n biến đúng không? Đấy, bài toán tổng quát nó sẽ có m nhân n biến. Đó, thì bây giờ tổng cái chi phí vận chuyển là em sẽ lấy CEZ này nhân cho XEZ và em cộng lại sẽ theo các chỉ số Y và chỉ số Z. Nếu mà em cộng theo chỉ số Z có nghĩa là mình cộng theo cái dòng. Mình cộng theo các cái dòng rồi sau đó các cái dòng đó mình cộng lại thêm cái nữa thì nó ra các cái cột. Cộng tất cả hết. Không. Thì giống như cái bài toán ở trên đây nè em. 1 2 3 4 5 6 6 số hạng này cộng hết. Không. Vậy thì chỗ này nếu mà nó có 30 biến thì cái tổng này nó tới 30 số hạng. Không? Cho nên là ở đây mình ký hiệu gì nó sẽ ngắn gọn hơn. Thì cái lượng hàng phát từ kho thứ Y đó, tức là mình sẽ lấy là x y một, cái này nếu mình ghi thẳng ra thì nó sẽ là x x y một rồi cộng cho x y hai rồi cộng chấm 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 ở cộng cho x x y n không? Mà cái lượng này thì nó sẽ bằng AI, lượng hàng này nó bằng AI. Còn cái lượng hàng nhận về nơi tiêu thụ, tức là cái này nếu mà mình ghi thẳng ra thì nó sẽ là x 1Z cộng x 2Z cộng chấm 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 cộng cho x MZ. À, tại vì cái này y nó chạy từ 1 đến m còn z nó giữ nguyên nè. Đúng không? Thì cái này nó sẽ bằng BZ, tức là nó bằng lượng hàng của cái trạm thu thứ Z. Được chưa? Đấy, như vậy thì ở đây mình sẽ có là gì? Cái mô hình toán học như thế này. Tìm các y XYZ với y chạy từ 1 đến m và z thì nó chạy từ 1 đến n rồi sao cho cái hàm mục tiêu này nó đạt đến cái giá trị nhỏ nhất. Và cái hệ ràng buộc gồm nó có cái này là tổng cộng là bao nhiêu cái phương trình kia, ai nói cho thầy biết rồi cái hệ hai này có bao nhiêu phương trình, cái này nó có bao nhiêu phương trình? Ai nói được thì hỏi bữa nay còn có 47 đứa học mà sớm giờ thầy thấy nó nói cúp điện cúp điện cúp điện cúp điện. À, La Thị Bích Ngọc nói cho thầy nghe coi. À, chỗ này có bao nhiêu phương trình nè? Cái hệ ràng buộc số 2 này nè, có bao nhiêu phương trình?
Bốn cái này. Gì cũng bốn cái cô nương. À, bây giờ coi lại cái bài này coi. Coi lại cái bài ví dụ như đây nè, em coi coi. À, cái bài này nè. Mấy phương trình em? Năm. À, năm. Tức là mình sẽ cộng theo dòng, hai dòng này phải không? Hai dòng này là mỗi dòng là một phương trình nè. Tại giờ x11 cộng x12 cộng x13 nó bằng 20 nè. Là một dòng. Rồi x21, x22, x23 hai dòng. Đó. Còn cộng theo cột thì nó có ba cột à. Thì như vậy thì cái bài toán tổng quát này nó sẽ có bao nhiêu phương trình, bao nhiêu phương trình? Sáu cái gì không? Tổng quát, tổng quát lấy m làm sao? M là sẽ lấy số hàng, nó có m hàng thì nó sẽ có m phương trình đúng không? Và nếu mình cộng theo cột rồi nó thì nó sẽ có mấy 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 cột, cũng cộng mấy cột, mấy cột đây? Dạ đây nè, thì nhắc lại cái bài toán như đây nè. Đó, bây giờ nếu mà em cộng theo cái cột này xuống, không cộng theo cột này xuống, x11 cộng x21 cộng theo cột này xuống là mình được một phương trình đúng không? Đấy, rồi cộng theo cột thứ hai xuống rồi được một phương trình nữa là hai phương trình. Cộng theo cột thứ ba xuống. Là gì thì nếu mà cộng theo cột xuống thì mình sẽ được là bao nhiêu phương trình đây? Ba phương trình. Còn nếu mà cộng theo dòng thì bao nhiêu mấy phương trình? Cái này mấy phương trình? Hai. Hai phương trình. Vậy thì tổng cộng là 2 cộng 3 là mấy? 5. 5 phương trình, thấy không? Vậy thì bài toán này nó sẽ có bao nhiêu phương trình? M phải cộng với N, M cộng với N phương trình. Theo kịp không ạ? Vậy thì chỗ này cái hệ ràng buộc của nó sẽ có M cộng N phương trình. Đó, còn cái số ẩn của nó sẽ tổng cộng nó có M nhân N ẩn. M nhân N ẩn nha. Nhớ chưa? Nó sẽ có là M nhân N ẩn hay là biến. Ở đây thì ghi ẩn đi cho nó theo cái mạch của bài toán. Tức là có M nhân N ẩn. Về phương trình ràng buộc thứ hai này nó sẽ có M cộng N phương trình. Đó, thì bây giờ em đọc lại cái bài này. Bạn cẩm nàng đọc lại cho thầy cái đoạn này coi. Bài toán vận tải nè. Dạ thầy, là bài toán vận tải là bài toán quy hoạch tuyến tính có n ẩn số, m cộng n phương trình ràng buộc, trong đó mỗi ẩn số xuất hiện đúng hai lần với hệ số bằng 1. Sự khai triển chi tiết hệ phương trình ràng buộc trong 4, 1, 2 cho thấy rõ điều này. Rồi em ngưng đi. Thì em thấy cái bài này nó chữ sai chỗ nào biết không? Nó có tổng cộng bao nhiêu ẩn em? Cái bài toán này của mình có tổng cộng bao nhiêu ẩn lúc nãy mình nói. Đây nó nói có n ẩn là không đúng ha. Phải có là m nhân n ẩn. Nhớ chưa? Nó có m nhân n ẩn nghe chưa? Chỗ này nó để gì là sai rồi nè. M nhân n ẩn chứ không phải là chỉ có n ẩn không đâu. Em hiểu không ạ? À? Thì cái hệ ràng buộc của nó thì cái hệ ràng buộc số 2 này nè. Ở đây nó ký hiệu là 4.1.1, xuống đây là nó sẽ triển khai ra thành là 4.1.2 nè. Đó. Thì nó cộng theo dòng thứ nhất. Cộng theo dòng thứ nhất thì nó sẽ được A1, cộng theo dòng thứ hai thì nó sẽ được là A2, thấy không? Rồi cộng theo dòng thứ M nó sẽ được là AM. Rồi nếu mà nó cộng theo cột thứ nhất thì nó được B1, cộng theo cột thứ hai nó được là B2, cộng theo cột thứ thứ AM thêm thứ n thì nó sẽ được là gì, cái phương trình thứ 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 n m cộng n đó. Thì bây giờ em thấy cái bài toán quy hoạch tuyến tính mà nó cho cái dạng như thế này thì nó hơi gắt gói phải không? Đấy, thường là nó sẽ cho cái bài toán quy hoạch tuyến tính cái dạng bảng như thế này đó. Cái bảng này thì cái kích thước của nó là m nhân n phải không? M nhân n
Thì em thấy cái bài toán quy hoạch tuyến tính rồi nè, nó sẽ cho dạng bảng. Thì ở trên cái dòng này đó thì cái này mình sẽ ghi là cái chạm chạm thu, mình tạm gọi là B1, B2, BG, vân 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 đến BN, cái này gọi là chạm thu. Chạm thu. Còn cái này là A1. Vân 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 đến AI, vân vân đến AM. Cái này mình gọi là cái chạm chạm phát. Chạm phát. Thấy không? Như vậy thì mình sẽ có M chạm phát, rồi N chạm thu. N chạm thu, và mình lưu ý là cái chi phí mà nó cho ở để mà vận chuyển một lượng hàng, một đơn vị hàng. Ở đây nó có A đơn vị hàng đúng không? Đó. Thì chi phí để mà vận chuyển một đơn vị hàng từ cái chạm thu thứ nhất mà sang cái, xin lỗi, từ cái chạm phát thứ nhất mà sang cái chạm thu thứ nhất là C11. Vậy thì còn C1G này có nghĩa là gì? Là cái giá, cái chi phí để mà vận chuyển một đơn vị hàng từ cái chạm phát thứ nhất sang cái điểm thu thứ G, và cái tổng quát là cái chỗ này, tổng quát là chỗ này, tức là cái chi phí mà để phát một cái đơn vị hàng từ cái chạm phát thứ Y đến cái chạm thu thứ G là CEG này, CEG này. À, thì cái bảng này nó sẽ cho cái bảng dạng dạng cái bảng 4.1.3 này. Thì cái bảng này mình dễ hình dung hơn. Đúng không? Thì bây giờ đó thì cái ô, thì vậy thì mình khi mà mình có cái bảng này thì mình sẽ phân biệt cái ô. Vậy thì cái ô này là cái ô EG này. Cái ô này gọi là ô EG, tức là cái ô mà nó nằm ở trên dòng Y và cột G. Giống như cái ma chặn vậy đó, à, thì cái này là phần tử AEG. Thì O nằm ở trên dòng Y cột G được ký hiệu là OEG. Và tương ứng với OEG thì nó có cái cước phí vận chuyển là CEG và thành phần phương án là XEG. XEG. À. Thì từ bài toán vận tải, từ bài toán vận tải dạng chính tắc thì ta có thể trình bày dạng bảng. Ngược lại, từ bài toán dạng bảng thì mình sẽ có ma chặn cước phí và các cái hệ số AEG, AIBG, thì mình sẽ có viết cái dạng tư chính tắc tương ứng. Thì để đơn giản thì khi mà mình cho một cái bài toán vận tải dạng bảng thì người ta sẽ thường viết cái dạng sau. Thì người ta sẽ viết là cái vector phát, BG là cái vector thu, và CEG là ma chặn cước phí. Đây chỉ cho cái bảng như thế này thôi. Chẳng hạn như đây là có một cái bài tập về quy hoạch tuyến tính về dạng như thế này đấy. Thì kêu là giải bài toán vận tải như sau, thì cái ma chặn cái vector phát là nó ký hiệu ở trên đây, còn cái vector thu là nó ký hiệu dưới đây là BG này, còn cái ma chặn cước phí là CEG, đúng không? Đấy, CEG. Thì bây giờ mình mới tìm hiểu về cái hai cái dạng của cái bài toán vận tải, đó là dạng chính tắc và dạng dạng bảng, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình tiếp tục mình nghiên cứu tiếp là coi cái ví dụ liên quan. Ví dụ liên quan là một cái bài toán mà vận tải mà nó cho cái dạng bảng, đúng không? Nó vận tải cho dạng bảng. Thì cái bài toán vận tải nó cho kích thước 33 như sau. Thì bây giờ ở đây là từ cái bài toán mà nó cho dạng bảng này thì mình thấy là gì đây? Nó có 3 kho hàng với trữ lượng tương ứng là A1 bằng 40, A2 là 80 và A3 bằng 10. Vậy thì tổng cộng là lượng hàng cần phát đi đó là 130. 130, thấy không? Còn cái banner tiêu thụ á, thì nó có cái yêu cầu là 50, 70 và 10.
tổng cộng là nó cũng là 130. Và cái chi phí cước phí vận chuyển một cái cước phí vận chuyển từ cái kho A1, từ kho 1 đến cái nơi tiêu thụ 1 là C1111, từ kho 1 đến cái nơi tiêu thụ 2 là bằng 2, từ cái kho 1 mà đến nơi tiêu thụ 3 thì bằng 5. Giờ thì mình sẽ được cái bảng này. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là mình phải vận chuyển như thế nào, không vận chuyển như thế nào. Đó. Tức là mình phải cần vận chuyển bao nhiêu hàng hóa từ kho thứ Y đến cái nơi tiêu thụ thứ Z để cho chi phí vận chuyển là nó thấp nhất, và đồng thời là gì, để các cái nơi phát á, thì nó sẽ phát hết hàng, còn cái nơi thu á, là nó phải thu đủ hàng. À, như thế thì đó là bài toán quy hoạch tuyến tính ha. Thì bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu tiếp về thì bây giờ đó là mình đi vào tiếp theo, đó là cái điều kiện của bài toán vận tải có nghiệm, tức là bài toán vận tải có nghiệm khi và chỉ khi là cân bằng thu phát, tức là các cái điểm phát đó nó phải phát hết hàng, và cái điểm thu đó là nó phải thu hết hàng, thu đủ hàng, đúng chưa? Để nhắc lại, để điều kiện để bài toán vận tải mà nó có nghiệm, tức là nó có phương án tối ưu đó, là các cái điểm phát là phải phát hết hàng, và cái điểm thu đó nó phải thu đủ hàng. Gọi là bài toán là cân bằng thu phát ha, cân bằng thu phát. Bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu về cái phương án của bài toán vận tải. Thì để nghiên cứu phương án của bài toán vận tải đó thì mình sẽ làm quen đến một cái số cái khái niệm liên quan. Thấy không? Một cái khái niệm liên quan. Thì bây giờ mình có một cái bài toán vận tải mà kích thước nó là M nhân N, thấy không? Kích thước là M nhân N. Và ma chặn ít là một cái phương án. Ma chặn ít này là một phương án. À, một phương án của bài toán. Thì nếu mà cái chỗ nào mà cái ít EZ mà nó lớn không đó, thì cái ô EZ mình gọi là ô chọn của phương án. À, ô chọn của phương án. Ô chọn của phương án có nghĩa là cái chỗ đó là mình phải phát hàng qua đó. Ví dụ như chỗ này nè. Ví dụ như chỗ cái trạm thứ nhất mình muốn phát qua cái điểm thu thứ nhất là mình phát ra 10 đơn vị sản phẩm, thì lúc này đó là cái X11 này nó là nhiêu, là 10. Nó gọi là gì, thì cái ô 11 này đó gọi là ô chọn. Ô chọn ha, thì ô chọn. Đấy. Thì em sẽ coi này, ô mà nó có ít easy lớn không thì nó gọi là ô chọn, còn nếu mà ít easy mà bằng không đó thì mình gọi cái ô đó là ô loại. Vậy thì tập hợp tất cả các cái ô chọn của phương án ít, thì ở đây mình sẽ ký hiệu nó là hx nha, kem hx, tức là hx nó là các cái tập hợp các cái ô chọn, tập hợp các ô chọn của phương án ít. Thì chú ý là người ta thường đánh dấu ít vào giữa các ô chọn để phân biệt được với các ô loại. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp về cái khái niệm về dòng. Thì ở đây nó có 3 loại dòng. Cái này là vòng 1. Vòng 1 thì nó sẽ có, em thấy là vòng 1 là nó sẽ có 4 cái phần tử, 4 cái ô mà nằm ở trên một cái hình chữ nhật như thế này. Vòng 1. Đó. Còn cái vòng loại 2 đó thì nó có bao nhiêu cái ô? Nó có 6 ô. Đó. Mà nằm hình dạng chữ L như thế này. 6 ô mà nằm hình dạng chữ L như thế này. Đó. Thì nó gọi là cái vòng số 2. Đấy.
Còn cái vòng thứ ba là nó có dạng như thế này, nó cũng có 6 ô nhưng mà nó nằm chéo như thế này. Thì em lưu ý là để mình biết các cái ô chọn nó có nằm ở trên một cái vòng hay không đó, thì mình lưu ý là hai cái ô liên tiếp, hai ô liên tiếp nó cùng một dòng hoặc cùng một cột. Đây là mình thấy hai ô liên tiếp này, hai ô này nó phải nằm cùng dòng đúng không? Cùng dòng. Còn cái ô này với ô này thì nằm cùng cột nè. Tương tự như vậy thì ở đây với hai cái ô này nó nằm cùng dòng, rồi ô này với ô này cũng nằm cùng dòng, cái ô thứ hai này với cái ô thứ ba này nằm cùng dòng, rồi ô thứ ba với ô thứ tư này nằm cùng cột, ô thứ tư với ô thứ năm này nó lại nằm cùng cột, cùng dòng, rồi ô thứ năm với ô thứ nhất này nó lại nằm cùng cột lại, đúng không? Đấy, thì các em lưu ý như thế. Thì cái điều kiện thứ nhất là gì? Hai ô liên tiếp phải nằm cùng dòng hoặc là cùng cột. Rồi là ba ô liên tiếp không thể nằm cùng trên một dòng. Không? Thì em thấy ở đây là đâu có cái ba ô liên tiếp nào cùng nằm dòng. Ví dụ như ô này. Cái này là ô số 1. Cái này em thấy là ô số 1 nè. Này ô số 2, ô số 3. Ba ô liên tiếp này nó không có nằm trên cùng một dòng được. Không? Rồi ô 4, ô 4, ô 5. 3, 4, 5 này cũng không nằm trên một cột. Không? Vậy thì ba ô liên tiếp không cùng nằm trên dòng hoặc cùng cột. Đúng không? Ba ô liên tiếp. Không? Và lưu ý là cái ô cuối cùng. Ô cuối cùng. Đó. Và cái ô đầu tiên nó phải nằm cùng dòng hoặc là cùng cột. Ô cuối cùng nó phải nằm trên cùng một cái dòng với hoặc cùng cột với cái ô đầu tiên. Ví dụ như chỗ này là cái dòng nè. Em thấy chỗ này là cái dòng không? Mình đánh dấu 1, 2 nè. Rồi 3, 4, 5, 6. Đấy, thì bây giờ mình thấy là rõ ràng hai ô liên tiếp bất kỳ là đều nằm trên cùng một dòng hoặc cùng một cột. Và không có ba ô liên tiếp nào cùng nằm trên dòng hoặc cột. Và cái ô cuối cùng với cái ô đầu tiên nó phải nằm trên cùng một cột hoặc cùng một dòng. Thì cái đó là dòng ha. Bây giờ mình nói về cái khái niệm tiếp theo. Khái niệm tiếp theo đó gọi là phương án cơ bản của bài toán vận tải. Phương án cơ bản của bài toán vận tải. Thì một phương án của bài toán vận tải gọi là phương án cơ bản hoặc phương án cực biên. Nếu các ô chọn của phương án đó không tạo thành một vòng. Nếu mà cái phương án mà nó tạo thành vòng thì nó không phải là phương án cực biên hay là phương án cơ bản. Thì mình chú ý là một cái phương án của bài toán vận tải mà nếu mà nó có từ M cộng N ô chọn trở lên ha, có từ M cộng N ô chọn trở lên thì luôn là một cái phương án không cơ bản. Không cơ bản có nghĩa là nó sẽ tạo thành dòng. Thì em lưu ý là nếu mà nó không tạo thành dòng thì gọi là cơ bản ha. Còn không tạo thành dòng là cơ bản, còn tạo thành dòng thì không cơ bản. Như vậy thì nếu mà nó từ M cộng 1, M cộng N ô chọn trở lên thì nó luôn tạo thành dòng. Đó, cho nên nó sẽ không cơ bản. Đấy. Thì mình nghiên cứu lý thuyết trước, lát mình gặp cái ví dụ thì mình sẽ phân tích lại ha các em. Thì bây giờ đó là tiếp theo là mình nói là cái phương án cơ bản không suy biến của bài toán vận tải. Thì mình biết nó là cơ bản rồi. Nhưng mà nếu mà nó đủ N cộng M trừ 1 ô chọn thì mình nói nó là không suy biến.
Còn nếu mà cái số ô chọn nó là nhỏ hơn m cộng n trừ 1 thì mình gọi nó là phương án cơ bản suy biến. À, phương án cơ bản suy biến. Thì đối với một cái phương án cơ bản, đối với một cái phương án cơ bản mà suy biến đó, thì mình có thể bổ sung một cái ô loại để nó trở thành cái phương án không suy biến. Nghĩa là mình sẽ có cái tổng số ô bằng n cộng m trừ 1 mà ô loại bổ sung vào để cái phương án cơ bản suy biến trở thành phương án cơ bản không suy biến thì mình gọi là ô chọn không. À, đấy, tức là cái ô mà chọn mà mình bổ sung vào, cái ô loại mình bổ sung vào đó thì bây giờ mình không còn gọi là ô loại nữa, mình gọi là ô chọn, nhưng mà ô chọn là không, ô chọn không. Không. À, đấy. Thì bây giờ đầu tiên á, khi mà giải cái bài toán quy hoạch tính và bài toán vận tải này đó thì mình có một cái phương án, đầu tiên là phương án xuất phát. Thì việc xây dựng phương án cơ bản cho bài toán vận tải thì khá đơn giản, thì theo nguyên tắc là phân phối tối đa, nghĩa là phân phối vào một cái ô nào đó thì phát hết hoặc là nhận đủ hàng thì thôi, không. Rồi nói cách khác là cái XEZ nó sẽ bằng min của AI BZ, trong đó AI là cái lượng lượng hàng đang có ở cái trạm phát thứ Y, còn BZ là cái lượng hàng yêu cầu ở cái trạm thu thứ Z, đúng không? Đấy. Tuy nhiên thì cái lượng hàng mà mình đang có trên cái dòng và lượng hàng yêu cầu trên cái cột đã thay đổi thôi với ban đầu, do trước đó cái dòng và cột này đã phân phối hàng. Thì bây giờ nó có ba phương pháp để mà mình xây dựng phương án cơ bản xuất phát. Thì ở đây đó là thầy sẽ nói về cái phương pháp gốc Tây Bắc và phương pháp cước phí nhỏ nhất. Không. Còn cái phương pháp xấp xỉ Foren thì cái này các em phải nghiên cứu thêm. Thì phương án gốc Tây Bắc tức là mình sẽ ưu tiên phân phối hàng ở cái ô mà nó nằm ở phía trên bên góc trái, đúng không? Thì bây giờ là mình nhớ lại cái phương pháp phân chia phương hướng, đúng không? Cái này là Bắc nè, cái này là Nam, cái này là Đông, này là Tây, đúng không? Thì phương án góc Tây Bắc tức là nó góc này nè, cái này nè, góc này của trung ô thì trên cái bảng này thì góc này góc Tây Bắc này. Tây Bắc là cái ô đầu tiên này, đúng không? Góc Tây Bắc tức là cái ô mà nó nằm ở góc trên bên trái, góc trên bên trái, đúng không? Cái ô này là góc trên bên trái nè, để các em lưu ý như thế. Vậy thì cái phương án Tây Bắc có nghĩa là mình sẽ ưu tiên phân phối cái hàng vào cái góc trên bên trái. Ví dụ như bên đây mình sẽ có một cái bài toán thu phát như thế này, đúng không? Thì bây giờ mình ưu tiên phân cho cái góc Tây Bắc tức là chỗ này. Ở đây em thấy là cái trạm thu phát thứ nhất nó cần phát 40 tấn hàng, đúng không? Và trạm thu thứ nhất thì nó cần tới 50 tấn hàng rồi. Cho nên là ở đây em sẽ ưu tiên phát ở đây là 40 tấn, tức là đây là em sẽ phát hết hàng, thì chỗ này lúc này nó sẽ còn lại là không tấn. Thì trong đây đó, lúc này mình phát lên đây là 40 rồi, cho nên lúc này nó chỉ còn yêu cầu là 10 nữa thôi. Không. Tuy nhiên là do cái ô A1 này đó là em đã phát hết 40 rồi, cho nên là em không có còn hàng để mà phát vô cái B2 này, đúng không? Cho nên chỗ này nó sẽ là số 0. Thì bây giờ lúc này mình sẽ còn là tổng cộng 6 ô nè. Tức là về nguyên tắc là theo cái góc Tây Bắc tiếp tục. Thì lúc này đó là cái dòng ở trên đây là mình đã không đi theo cái đường dòng trên đây nữa, tại vì nó bằng không hết Thì bây giờ tiếp tục ở đây. Thì lúc này cái ô B1
nó chỉ cần có 10 tấn hàng nữa thôi, trong khi là cái điểm thu thứ hai nó có 80 tấn hàng lận. Đấy, cho nên là ở đây là mình sẽ lấy cái min của hai thằng này. Đấy không? Vậy thì ở đây là mình sẽ lấy cái kho, từ cái kho A2 này mình phát vô cái B1 này 10 tấn nữa. 10 tấn nữa. Thì lúc này khi mà mình phát vô cái kho B1 10 tấn này thì coi như là cái kho B1 này nó đã thu đủ hàng. Nó thu đủ hàng, nó sẽ không thu nữa. Nó không thu nữa thì chỗ này là mình cái kho thứ ba này không thể nào mình phát vô vô cái điểm thu thứ ba thứ nhất này nữa, cho nên chỗ này nó sẽ là không. Đó. Đó thì như vậy thì ở đây đó em thấy lúc này mình sẽ còn 4 ô. Mình lại tiếp tục thực hiện theo cái phương pháp gốc Tây Bắc nữa. Gốc Tây Bắc nữa thì ở đây đó là lúc này chỗ này là mình đã phát vô cái trạm thu B1 là 10 tấn hàng rồi, vậy thì ở đây nó còn 70 thôi. 70 thôi. Không? Và 70 thì bây giờ mình đã phát vô cái ô B2 này, vô cái điểm thu B2 này hết 70 luôn. Vô 70 luôn. Và nếu mà 70 mình phát vô đây hết 70 thì chỗ này nó sẽ thu đủ hàng, nó không thu nữa thì chỗ này nó bằng không. Không? Và cái dòng này thì lúc này nó đã thu đủ hàng rồi, mình sẽ sửa lại thành số 0 rồi. Chỗ này nó phát hết hàng rồi thì mình sẽ sửa này thành không. Và do đó cái dòng này là nó cái trạm thu thứ cái trạm phát thứ hai này nó sẽ không phát cho cái không phát hàng cho cái kho thu thứ ba nữa, cho nên chỗ này nó bằng không. Vậy thì cuối cùng với con chỗ này còn cái kho phát cái kho thứ ba và cái điểm thu cái kho thứ ba và cái điểm thu thứ ba thôi. Và cái kho kho thứ ba này nó còn 10 tấn đúng không? Và cái điểm thu thứ ba này nó có nhu cầu 10 tấn. Cho nên là ở đây mình sẽ phát ra 10 tấn luôn. Vậy thì cái phương án của mình ở đây là gì? Phương án ít của mình ở đây nó sẽ bằng cái gì? Cái này là 40 nè. 40 nè. Rồi 0, 0. Đúng không? Rồi chỗ này là 10. Rồi 70. Không. Rồi dòng dưới đây là 0, 0, 10. 0, 0, 10. Để tôi ghi cho nó gọn lại. Thì bây giờ từ từ cái phương án này thì em thấy đây là cái phương án xuất phát của mình đây, theo cái phương án gốc Tây Bắc là cái dòng đầu tiên đó nó sẽ là 40 không không rồi 10 70 không và cái này là không không 10. Đó. Thì ở đây thì đâu thì như vậy thì mình đã xây dựng được một cái phương án. Bây giờ em coi cái phương án này nó có bao nhiêu, nó có suy biến hay không, phải không? Đấy thì bây giờ mình thấy là ở đây là mà có bao nhiêu ô chọn đây, mình để đánh dấu chéo vô đây. Thì bây giờ thầy đánh màu đỏ vô đây em coi thử. Đây mình có một ô chọn nè, đây cái dòng thứ nhất mình có một ô chọn đúng không, dòng thứ hai mình sẽ có hai ô chọn này. Đó. Và cái dòng thứ ba mình có một ô chọn này. Vậy thì tổng cộng ở đây mình sẽ có bao nhiêu ô chọn, số ô chọn, số ô chọn ha, số ô chọn nó sẽ bằng 4. Rồi trong khi n cộng m trừ 1 của mình là bao nhiêu, n cộng m, n là cái này là m bằng 3, n cũng bằng 3. Vậy là này bằng 3 cộng 3 trừ 1 bằng 5. Vậy thì rõ ràng là số ô chọn này nó sẽ nhỏ hơn n cộng m trừ 1. Cho nên đây là cái phương án suy biến. Chỗ này nó là suy biến. Đúng không? Suy biến. Suy biến thì khả năng nó không tạo thành dòng. Thì em thấy là hai cái ô liên tiếp này nó cũng nằm trên dòng. Hai ô này cũng nằm trên dòng. Hai ô liên tiếp cái ô số 7 70 với ô số 10 này nó không cùng nằm trên dòng, cho nên nó không cùng nằm trên dòng hoặc là cột, cho nên là cái phương án này là nó không tạo thành vòng á. Thì các em lưu ý là thầy đang nói cái chữ hai cái chữ dòng với cái chữ vòng nó không biệt. Thì cái phương án này nó không tạo thành cái vòng, nó là phương án.
cơ bản không suy biến nha. Thì cái chỗ này em đọc ở dưới đây giùm thầy. Rồi, về tiếp theo là mình sẽ nói về cái xây dựng cái phương án mà theo cái cước phí nhỏ nhất. Thì cái phương án mà xây dựng cước phí nhỏ nhất này đó là mình sẽ ưu tiên là phân phối hàng vào cái ô mà nó có cái chi phí nhỏ nhất. Vào chi phí nhỏ nhất và theo cái phương pháp là phân phối tối đa. Phân phối tối đa. Giờ thì thầy xóa ở đây hết thì rồi bây giờ thầy nói về cái mình phân phối theo cái nguyên tắc là chi phí nhỏ nhất ha. Phân phối theo chi phí nhỏ nhất, cước phí nhỏ nhất. Thì bây giờ em quan sát ở trên cái bảng này thì em thấy là cái chỗ nào có cái cước phí nhỏ nhất đây. Chỗ này có cước phí nhỏ nhất nè. Cước phí nhỏ nhất là chỗ cái ô này nha. Lớn không? Dít mực lớn. Đây cước phí nhỏ nhất là chỗ này. Chỗ này 1. Đây 1. Đó thì bây giờ mình sẽ làm như thế này nha. Làm thế này thì cái ô mà nó có cước phí nhỏ nhất này nó mặc định nó nằm ở chỗ cái ô góc Tây Bắc luôn. Đấy, cho nên là mình sẽ ưu tiên phân phối ở đây là 40, tức là lấy từ cái kho phát thứ nhất sang cái kho thu thứ nhất là 40. Mà 40 như vậy thì chỗ này là nó hết hàng, nó hết hàng. Còn chỗ này nó cần thêm 10 thì 10 đơn vị nữa. 10 đơn vị hàng nữa. Thì chỗ này nó do nó phát hết hàng thì nó sẽ không thể nào phát hàng qua cái kho thu thứ hai và thứ ba được, cho nên chỗ này nó sẽ bằng 0. Đấy. Đấy, vậy thì trong tất cả các ô còn lại thì mình thấy là cái ô này nó có chi phí nhỏ nhất tiếp theo. Cái ô này nó có chi phí nhỏ nhất tiếp theo, nhưng mà cái ô này là cái cước phí từ cái kho hàng thứ ba, cái kho phát thứ ba đến cái điểm thu thứ hai, tức là cái ô này cái ô 32 chi phí nhỏ nhất. Nhưng mà chỗ này là cái chỗ này nó cái kho thứ ba này nó chỉ có lượng hàng là 10 thôi, cho nên mình phát hết hàng luôn là 10 vô đây, thì lúc này cái ô này nó sẽ còn 60. 60. Trong khi chỗ này nó phát hết hàng cho nên nó không. Và nếu mà nó đã phát hết hàng rồi thì nó sẽ không thể nào phát vô cái điểm thu thứ thứ nhất được, và cái điểm thu thứ ba nó cũng không phát. Đúng không? Đấy. Như vậy thì lúc này mình chỉ còn lại là 3 ô. 3 ô này. Thì trong 3 ô này đó thì em thấy cái ô nào mà cái chi phí nó nhỏ nhất? Thì cái ô mà ô này là ô 23. Ô 23 chi phí nó bằng 3 đúng không? Nhỏ nhất nè. Đó. Như vậy thì ở đây là mình, nhưng mà nó chỉ cần cái điểm thu thứ ba này chỉ cần thu có 10 tấn thôi. Cho nên mình phát ở đây 10 luôn. Thì chỗ này nó sẽ thu đủ. Thấy không? Nó thu đủ. Nó còn không thôi. Đây. Như vậy thì nhưng mà khi mà mình đã phát ở cái kho thu thứ ba rồi, vậy thì đây nó còn 70 thôi. 70. Còn 70 tấn. Và 70 tấn thì ở đây mình sẽ còn hai cái lựa chọn này. Đúng không? Hai lựa chọn là ở đây em sẽ phát cho cái kho
cái kho thu thứ em sẽ ưu tiên phát vô cái kho thu thứ nhất 10 tấn. Thấy không? 10 tấn thì ở đây 70 thì em phát vô đây, 10 thì còn 60 em phát qua đây luôn. Thấy không? Đấy, 60 luôn. Vậy thì mình sẽ được một cái phương án như thế này. 40 cộng 0 rồi 10 rồi 60 rồi 10 rồi 0 10 0 à. Đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ đánh dấu chéo vô mấy cái chỗ thì mấy cái ô chọn của mình tổng cộng nó có 5 ô chọn à, số ô chọn ở đây của mình là cái gì, là bằng 5, và 5 thì nó bằng m cộng n trừ 1 luôn. Vậy thì đây là phương án cơ bản không suy biến à. Đấy thì em sẽ đọc ở phía dưới thì em thấy là nếu mà dùng phương án góc tây bắc này đó thì cái chi phí phương án gốc tây bắc này, cái chi phí của em là 550, và cái phương án này là phương án cơ bản suy biến 550, chi phí của em là 550 ha. Còn nếu mà em dùng cái phương án mà phương án chi phí nhỏ nhất nè, cước phí nhỏ nhất nè, không, phương án chi phí nhỏ nhất thì cái cước phí của em nó chỉ còn 480 thôi, 480, vì đây là phương án cơ bản không suy biến, không. Đây là phương án cơ bản không suy biến. Còn cái phương pháp tiếp theo đó là phương pháp Cohen. Phương pháp Cohen này các em nghiên cứu giùm thầy. Chúng ta có thể lên mạng tìm hiểu bài toán quy hoạch, bài toán vận tải, dạng phân phối theo kiểu Cohen em nhận xét. Thì nhận xét là cái phân phối Cohen này đó là nó sẽ có cước phí thấp nhất trong tất cả các phương pháp. Nhưng mà cái cách thực hiện nó hơi khó. Không, okay, khó. Cho nên là thường khi mà lấy ví dụ của bài toán vận tải đó, thường là người ta sẽ lấy cái phương pháp cước phí nhỏ nhất. Phương pháp gốc tây bắc thì nó dễ thực hiện, nhưng mà cước phí nó sẽ cao hơn cái phương án ban đầu, phương án cơ bản ban đầu nếu mà mình dùng phương pháp gốc tây bắc. Còn cái phương pháp Cohen là nó sẽ ra một cái phương án mà có cái cước phí nó nhỏ nhất trong ba cái phương án, cái phương pháp. Nhưng mà cái phương pháp Cohen này đó là nó khó thực hành, mất nhiều thời gian phân phối, không, cho nên là thường là người ta sẽ lấy cái phương pháp ưu tiên cước phí nhỏ nhất, vì phương pháp này dễ thực hiện và cho phương pháp phương án tốt hơn phương án gốc tây bắc. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái tính chất của bài toán vận tải. Thì tính chất của bài toán vận tải là gì? Tính chất thứ nhất thì mọi bài toán vận tải đều có phương án tối ưu. Và tính chất thứ hai là số ô chọn trong một cái phương án cơ bản của bài toán vận tải không bao giờ vượt quá m cộng n trừ 1 ô. Tức là mình làm theo cái phương pháp cước phí nhỏ nhất hoặc là phương pháp gốc tây bắc, thì cái số ô chọn nó lúc nào nó cũng nhỏ hơn m cộng n, nhỏ hơn hoặc bằng ha. Tức là cái số ô chọn lúc nào nó cũng như thế này. Lúc nào nó cũng bé hơn n cộng m trừ 1. Và tính chất thứ ba, khi mà mình thêm vào một cái phương án cơ bản suy biến của một bài toán vận tải một cái ô chọn không, thì bao giờ ô chọn đó nó phải cùng với cái số ô chọn của phương án, nó phải tạo thành một cái dòng duy nhất. Thì đó là các cái tính chất của bài toán vận tải. Thì bây giờ mình sẽ đi vào tiếp theo, đó là tiêu chuẩn tối ưu của một cái phương án của bài toán vận tải. Thì đây là một cái bài toán vận tải mà cho dạng chính tắc như thế này các em. Chính tắc.
Ở đây nó kêu nó phát biểu cái dạng bài 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 toán đối ngẫu không? Thì cái này mình sẽ nghiên cứu buổi sau thêm buổi nữa đi. Thì này nó phát biểu theo kiểu bài toán đối ngẫu không? Còn cái phương pháp giải và bài toán này đó là phương pháp thế vị, thì cái này thì có thể thầy sẽ quay cái video để gỡ lên sau. Thì buổi học của chúng ta thì đến đến cái chỗ tính chất của bài toán vận tải này tạm dừng ở đây thôi. Thấy không? Tạm dừng ở đây. Thì hẹn các em buổi sau thêm một buổi thôi. Thấy không? Thì chúng ta xem một cái bây giờ chúng ta cùng xây dựng một cái phương án cho một cái bài toán vận tải mẫu. Đây, bài toán vận tải như thế này. Thì bây giờ là câu em xem cái câu 16 như thế này. Bài toán vận tải với cái số liệu như thế này. Bây giờ mình sẽ sử dụng mình tìm một cái phương án xuất phát, phương án cơ bản của bài toán này bằng cái phương pháp cước phí nhỏ nhất ha. Cước phí nhỏ nhất. Giờ thầy chép cái bài toán qua đây. Rồi chúng ta xem thử. Bây giờ ở đây em thấy là tổng cộng là nó sẽ có bao nhiêu cái dòng này, 4 dòng ha, 4 dòng. 4 dòng gì thì mình sẽ chèn cái bảng vô 4 dòng. 4 dòng. Và bao nhiêu cột? Thì nó có 5 cột đó các em. 5 cột. 5 cột mà mình thêm một cái cột bìa nữa, thêm một cái cột bìa nữa. Là 6 cột. 6 cột và 4 dòng, thêm một cái dòng đầu nữa là 5 dòng. 5 dòng. Và 6 cột. Ok, đây cái bảng như thế này. Này nó hơi lớn rồi đấy thì nhỏ. Dường như nó cũng rất là nhỏ. Thì ở chỗ này là mình sẽ ship mấy cái lượng hàng cần thu vào. Ở đây là 40 nè. Cái này là 30. 30 rồi 60. 50. 50. 50. Còn cái điểm phát thì mình sẽ thêm vô đây là 50, 80
50 nè. 80. 80, 40, 60. 40. 60. Em coi nó có cân bằng thu phát không các em? Cân bằng thu phát không? Ở đây là tổng cái lượng hàng thu, lượng thu là bao nhiêu? 130 phải không? Tổng ở đây là 130. Là 130 phải không? Còn cái lượng phát này cũng 130 đúng không? Đấy. Rồi mình sẽ nhập cái số ở trong cái chi phí ở trong đây vô. Chỗ này là 8 nè. Thấy không? 8 7 5 5 9. Rồi chỗ này là 5 4 3 4 6 3 5 4 6 5 rồi 9 8 7 9 8 7 6 4 không vậy đấy. Thì bây giờ mình sẽ được cái lượng này, cái này mình đặt là BI phải không? BG. Này là BG mà. AI này, AI ha, AI là dòng này. Đó, thì bây giờ là mình sẽ xây dựng một cái phương án như thế nào? Mình sẽ xây dựng một cái phương án như thế nào đây? Thì mình sẽ xây dựng phương án theo cái cước phí nhỏ nhất nha các em. Cước phí nhỏ nhất thì em thấy trên dòng này là nhỏ nhất nó là 5 phải không? Cái dòng này nhỏ nhất nó là 3. Dòng này nhỏ nhất nó cũng là 3. Và dòng này nhỏ nhất nó là 3 luôn. Thôi nhập 4 chứ. Vậy thì cái cước phí nhỏ nhất nó là 3. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ưu tiên ở phía trên bên trái, mình ưu tiên chỗ này. À, ưu tiên chỗ này trước. Thì mình sẽ ưu tiên bên đây, chỗ này là 3 phải không? Mà bây giờ là cái lượng hàng phát ra là 80, nhưng mà chỗ cái ô này á nó chỉ thu có 60 thôi, cho nên là ở đây là mình sẽ phát 60. 60 thì chỗ này là mình sẽ phát 60 nè. 60. 60 như vậy thì chỗ này nó đã thu đủ rồi. À, thu đủ rồi, cho nên là nó sẽ không cần thu nữa. Cho nên mấy cái ô này là nó sẽ nhận giá trị không. Đó. Trong khi chỗ này nó sẽ còn 20 thôi, 20 thôi. Thấy không? 20. Thì bây giờ mình lại tiếp tục coi. Thì ở đây em thấy là cái ô mà nó có cái cước phí nhỏ nhất tiếp theo đó là chỗ này. À, chỗ này nó là 3. Nhưng mà chỗ này cái kho phát của nó là có 40, kho thu 40, vậy thì mình phát hết luôn. 40 luôn. Vậy thì chỗ này á là cái lượng hàng là bằng 0 hết. Không? Vậy chỗ này mình đã phát 40 rồi nè. Mình thu 40, vậy thì mình không còn thu nữa.
chỗ này phát 40 gì thì mình không cần phát nữa, mình đã phát hết 40 rồi, cho nên là những cái ô còn lại mình đánh số 0 vậy. Thì cái những cái ô nào mà không có số 0 không có số 0 mà mình coi tiếp coi những cái ô không có số 0 thì cái ô nào có cước phí nhỏ nhất không, cước phí nhỏ nhất đây 4 là 4 này, đây 4 là có 3 ô 4, nhưng mà mình sẽ ưu tiên vào cái ô mà có góc Tây Bắc ha, Tây Bắc. Nói chỗ này là nó có 20 nè, 20 mà chỗ này nó thu 30, như vậy thì mình phát hết 20 luôn. Phát 20 thì chỗ này nó thu được 20, vậy nên nó còn 10. Nó còn 10 ha. Và trong khi chỗ này nó phát hết 80 rồi. Cho nên là nó không cần phát nữa. Rồi tiếp tục. Là những cái ô mà nó không có đánh số. Không có đánh số thì chỗ còn hai đây mà cái dòng đầu tiên này nó còn 3 ô. Không? Cước phí là 5 nhỏ nhất. Còn cái dòng cuối. Cái dòng cuối thì nó còn mấy? Còn ở đây 8, này là 4. Không? Vậy thì mình sẽ ưu tiên chỗ này. Chỗ này cước phí nhỏ nhất nè. Không? Và ở này là 60. Như vậy thì ở đây nhưng mà nó thu có 50 rồi, cho nên mình phát ở đây 50 thôi. Và chỗ này là lúc nó sẽ không còn thu nữa. Còn không. Mà chỗ này không luôn. Và lúc này nó sẽ còn 10, chỗ này nó còn 10 nè. Còn 10. Thì bây giờ vậy thì mình sẽ còn ở đây là mình còn mấy ô? Ô số 8. Ô số 6. Ô số 5, ô số 7. Vậy thì cái chỗ ô mà nó có cái chi phí nhỏ nhất là 5 nè. Thấy không? Là chỗ này. Và ở đây nó có 50 tấn hàng, gì mình phát qua đây 50 luôn. Thấy không? Thì 50 luôn. Đó. Thì cái chỗ này là không. Chỗ này là nó phát hết 50 rồi, cho nên là số lượng hàng phát nó còn không. Đó. Vậy thì cái ô này là mình không cần phát nữa đúng không? Tương tự như vậy thì chỗ này nó còn 10 nè. Còn 10 bây giờ bên cái điểm phát thứ tư này nó còn 10 và cái điểm thu thứ hai này nó còn 10, vậy mình phát qua đây 10 luôn. Vậy gì thì mình sẽ đánh dấu. Tiếp tục mình sẽ đánh dấu ngay chỗ những cái ô nào ô chọn, đánh dấu ô chọn đây, đây ô chọn này. Cái dòng thứ nhất là nó có một cái ô chọn này. Dòng thứ hai nó có hai cái ô chọn này. Rồi dòng thứ ba. Rồi dòng thứ tư. Chỗ này là số 0 đúng không? Cái này là số 0 luôn chứ. Vậy thì em thấy cái ô chọn của mình là 1 2 3 4 5 6. Vậy thì cái phương án của mình là gì? Phương án cơ bản ít nó sẽ bằng gì? 0 0 0 50 0, 0 0 0, 3 số 0 không? Rồi 50 không? Rồi cái dòng tiếp theo là 0 20, chỗ này là 20, chỗ này là 60, không không. Rồi dòng tiếp theo là 0 40, 0, anh xin lỗi, cái dòng này là 40 luôn chứ, 40 nó nằm ở cái ô đầu tiên luôn, 40. Không không. Và cái dòng cuối cùng là 0 10 0, không 50. Thì đây là cái phương án cơ bản 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Thì bây giờ cái số ô chọn của mình nó sẽ bằng 6 ô. Trong khi là N cộng M trừ 1 nó bằng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4,
4 cộng 5 là 9 thôi. 9, 9 trừ 1 là 8. Thì rõ ràng số này nó nhỏ hơn 8 nên là gì đây? Nên nó suy biến. Thì nếu mà mình dùng cái phương án xây dựng phương án theo kiểu cước phí nhỏ nhất thì mình có thể là tìm được cái phương án cơ bản đầu tiên. Đấy, thì buổi học đến nay mình tạm dừng ở đây thôi ha các em. Tạm dừng ở đây. Thì những vấn đề liên quan đến cái phần này thì thầy có thể nói thêm, nhưng mà thầy sẽ quay video lại gửi cho các em. Có thể là buổi tuần sau, hình như mà mình còn hai buổi đó, thì có thể là mình sẽ có một buổi để làm kiểm tra ha, kiểm tra. Rồi buổi học hôm nay tạm dừng đây ha. Để chào các em. Dạ chào thầy. Chào thầy. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy.